Xin chào tất cả các chị gái nhé. Hôm nay bên em đã về và cho ra mắt một cái bộ sưu tập bao gồm 5 tông màu đẹp nhất và hot nhất trong mùa hè năm nay. Chất liệu bộ của bên em đó là bộ thun chất vải AT, hàng thiết kế cao cấp thun AT mọi người ơi. Nó co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi rất là tốt và cái chất liệu vải này nó không hấp thụ nhiệt nên mặc mùa hè siêu mát các chị yêu nha. Thiết kế dáng cổ tròn này, tay nhà em phối ren và có hoa thêu ren như này, nó thoáng mát vô cùng các chị nhá. Thoải mái phần bắp tay, thoáng mát và đặc biệt là quần bên em đi kèm là quần dài bản là quần cặp chun dạng cặp cao và có túi hai bên vô cùng tiện lợi. Ông thích mã bộ này thì yên tâm cho em, bình thường người ta bán là 180.000 đồng một bộ, nhà em sale luôn 50%, còn 90.000 đồng một bộ thôi, giảm giá đến 50%, chỉ còn 90.000 đồng một bộ đẹp và sang như thế này. Mua từ 2 bộ bên em hỗ trợ miễn phí ship, mua từ 3 bộ bên em giảm giá chỉ còn 280.000 được 3 bộ và cũng miễn phí ship luôn các chị yêu nhá. Một bộ phí ship là 30.000, 2 bộ miễn ship, 3 bộ giá chỉ còn 280 và cũng miễn phí ship luôn mọi người nhá. 280.000 là 3 bộ các chị ơi. Bên em có rất là nhiều tông màu như là màu vàng, màu đen, màu xanh cổ Việt và màu tím. Tiếp theo thì em sẽ qua cho mọi người đó là tông màu vàng các chị nhá. Màu đỏ hoặc màu vàng, các chị thích màu nào mình comment cho em màu đó kèm với số điện thoại nha. Cứ từ 38 đến 75 cân là có size nha các chị nhá. Đây là mã bộ vàng ạ. Bộ vàng cách số điện thoại là có đơn 90.000 đồng một bộ. Mua từ 2 bộ miễn ship, mua 3 bộ giá chỉ còn 280.000 3 bộ luôn. Nhận hàng được kiểm tra hàng chị Ngọc Anh nhá, chị Cái Thủy Phạm với chị 3 bộ nhé. Màu đen, xanh cổ Việt và màu vàng nha. Ok chị luôn. Đây chị ơi, đây cái form của em, chất vải thun AT, nó co giãn, nó thấm hút mồ hôi rất là tốt này, là mặc mùa hè thoáng mát lắm các chị ạ, ráo mồ hôi và mặc nó mát vô cùng luôn. Quần bên em là dạng ống côn nhẹ phía dưới, nó không phải là dạng loe nên đi lại rất là thoải mái và em cảm thấy là cái quần mà côn nhẹ phía dưới ống ấy, cảm giác chân mình nó thon hơn, nó nhỏ hơn và dài hơn rất là nhiều khi mặc lên mọi người nha. Quần bên em là quần cặp cao, đúng rồi ạ. Vừa sinh bé xong bụng, nếu mà bụng chưa về lại giảm thì các chị nên lựa chọn dạng quần cặp chun. Thoải mái, dễ chịu và đặc biệt là thoáng mát vô cùng. Quần nhà em có thiết kế túi các chị ơi, có túi hai bên cho mọi người nè, tiện lắm các chị mình đi chợ này, mặc nhà này, đi tập thể dục công viên này. Đó, đi dạo phố thoải mái cho em. Tại vì mã bộ này của em mặc rất là sang, họa tiết hoa, đều hoa nhí mọi người nhé. Nền vàng, còn hoa này sẽ là hoa màu tím này. Áo của em đây có hoa cho mọi người này, xinh không? Lấp lánh óng ánh luôn. Đấy, 90.000 đồng một bộ, người ta mua 180. Các chị mua của em có 90.000, quá rẻ, lại còn miễn phí ship đến tận nhà khi mua từ 2 bộ nhá. Cố gắng, đúng rồi, nên lấy từ 3 bộ, tại vì 3 bộ lại vừa được sale rẻ hơn mà vẫn được miễn phí ship. Và mua từ 3 bộ các chị mình mặc thay đổi hàng ngày cho em mọi người ạ. Đây, đây màu vàng nhá. Em sẽ qua tiếp cho mọi người là mã bộ màu đen. Đấy, màu đen chân ái ai cũng mặc được đây nhá. Vâng đúng rồi ạ, được kiểm tra hàng, mọi người nhận hàng thì mọi người cứ mở hàng ra kiểm tra cho em nhá. Sản phẩm đúng như quảng cáo thì mình nhận hàng, mà không đúng thì mình trả hàng nhá. Mà giá thực sự là quá rẻ luôn. Rẻ như là chưa bao giờ nhà ai bán cái mức giá như này, có 90.000 đồng cả bộ dài nhá mọi người nhá. Bộ lửng em không nói, đây là bộ dài. Bộ dài thiết kế nó cầu kỳ hơn, tốn vải hơn, thêm công đoạn là thêm tiền, nhưng ngày hôm nay đã không tăng giá nha, em lại còn giảm giá cho mọi người. Từ 180 xuống còn có 90.000 đồng một bộ, đây là mã bộ đen ạ. Hoa của nó sẽ là hoa màu đỏ các chị nhá. Phần tay bắp tay các chị mình hay bị ra mồ hôi từ cánh tay nhiều thì mã bộ này em thiết kế là dạng lưới. Nó vẫn che được khuyết điểm tay béo nhưng mà nó lại thông thoáng hơn, nó mát hơn rất là nhiều mọi người nhá. Cặp thì là cặp chun rồi đấy. Bộ đen cách số điện thoại cho em 90.000 đồng một bộ. Giá nghiêng của sản phẩm này, đằng sau lưng đây các chị ơi, đẹp không ạ? Bây giờ em sẽ qua tiếp cho mọi người đó là bộ màu xanh cổ Việt nhá. Xanh cổ Việt rất là đẹp luôn. Dưới 75 cân là có size nhé chị gái. Mẹ sóc bon cho chị đủ màu em nhé. Ship về để chị cũ ok chị luôn. Cho em xin số điện thoại để em check để chị cũ chị nha. Vâng ạ, chị gái Phượng Hồng cho chị màu đen, màu đỏ và màu em đang mặc. Vâng ạ, chị cho em xin số điện thoại nhé. 280.000 3 bộ và miễn ship nha chị ơi. Đó, đây là sẽ là màu xanh cổ Việt cho các chị đây. Xanh cổ Việt cái màu đẹp nhở. Em cứ tưởng là mặc màu xanh nó kiểu bị nam tính nhưng mà không các chị ơi, mặc màu xanh lại trắng nhất. Tại vì màu xanh là thường là xuất hiện trong những bộ sưu tập thiết kế là cao cấp, nhưng mà ngày hôm nay có 90.000, mình được trải nghiệm một cái màu xanh cổ Việt đẹp, sang, nhìn nó sang chảnh vô cùng luôn. Và cái chất vải thun AT các chị biết rồi, nó mềm mại, nó co giãn, thấm hút mồ hôi, mặc thoáng mát vô cùng. Mọi người nhá, vô cùng tận luôn. Co giãn đùi có chất không em ơi? Cái quần này của em thoải mái chứ, co giãn thích lắm. Bụng cũng thế các chị nhá, bụng này co giãn vô tư cho mình. Đó, ok chưa? Để lại cho em đây là mã sản phẩm. Bộ xanh cổ Việt cách số điện thoại là có đơn nhá, 90.000 đồng một bộ. Các chị ơi, đứng lên tạo dáng chụp ảnh kiểu gì cũng xinh mọi người ạ. Form đẹp, dáng xinh, dễ mặc. Em sẽ qua tiếp cho mọi người đó là tông màu tím nhá. Tím thủy chung đây, tím Huế nha các chị đây.
Đây ạ, tông màu cuối cùng của bộ sưu tập sẽ là tông màu tím mọi người nhá. Tím Huế rất là xinh mọi người ạ. Em thấy màu nào cũng đẹp luôn các chị ơi. Vâng ạ, chị gái Hòa Thương, cho chị bộ này em ơi, chị để lại cho em thêm số điện thoại nhá. Màu tím kèm số điện thoại cho em. Một bộ phí ship là 30.000, mua 2 bộ miễn ship. Mua 3 bộ giá chỉ còn 280.000 mà được hẳn 3 bộ cũng miễn phí ship luôn. Em khuyên thật là vừa được giảm giá vừa được miễn phí ship này, các chị cứ lấy cho em 3 bộ nhá. Và chị nào có điều kiện lấy đủ màu về mặc thay đổi hàng ngày cho em nhá. Đây là mã bộ tím ạ, có đủ size từ 38 đến tận 75 cân, các chị cứ thoải mái cho em nhá. Cứ dưới 75 cân là có size rồi. Bây giờ em giơ lại bảng màu cho các chị ngắm nhá. Đầu tiên của em là bộ đỏ này. Bộ đỏ cách số điện thoại 90.000 đồng một bộ, rẻ nhỉ? Đúng rồi, nhận được hàng của bên em rồi. Mặc đẹp lắm, ai cũng khen. Ok, cảm ơn chị Hà nhá. Đây, tiếp theo của em sẽ là bộ vàng. Đấy, bộ đỏ, bộ vàng. Em có thêm cả màu đen. Đây, bộ đen cho các chị đây. Bộ đen này. Bộ đen này đầm đầm người mặc rất là gọn. Đen, tím với cả xanh cổ vịt là 3 tông màu trầm. Các chị mặc lên rất là gọn người nhá. Bộ đen cách số điện thoại là có đơn có 90.000 đồng một bộ. Đây là bộ dài. Bình thường người ta bán hơn 100 đấy các chị ạ, nhà em bán có vài chục nghìn lại còn miễn phí ship nữa chứ. Đấy. Đây xanh cổ vịt này. Đấy. Và cuối cùng của em là bộ màu tím các chị nhá. Màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu xanh cổ vịt và màu tím. Chị nào thích màu nào comment cho em màu đó nhá. 90.000 đồng một bộ, mua từ 2 bộ em miễn ship. 3 bộ giá chỉ có 280 và cũng miễn phí ship luôn, đủ size tận 75 cân. Mọi người phải comment nhanh tay cho em nhá. Màu muốn lấy kèm với số điện thoại bởi vì số lượng còn rất là ít các chị ơi nhá.